Fight. That's the wrong number. That's the wrong number. Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã tới lại với trên nào chơi ga game anh comment ha. Ok thì lâu lắm rồi anh em ơi, mình còn mới chơi cái vị tướng Naga Chấn anh em ơi. Ok thì mình hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái vị tướng Naga Chấn anh em. Ok, nếu thấy đầu clip đây là cái hành trình gian khổ của mình thì cuối cùng mình cũng đã quay đến Naga anh em ơi, rất là vui anh em. Ok thì anh em bắt tay lại làm gì, trời ông nội ơi, em xin xin cái combo đỏ thôi mà anh làm gì mà căng. Ok, đây là một pha giao lưu chiêu thức giữa Naga Chấn với Butterlight. Ok, thì chắc chắn Butterlight là không chơi lại Naga gấp rồi. Ok, đầu phòng mình tính ăn con cá kè nho nhỏ tại đó mà sao con California đã ra nó chặn mình rồi anh em ơi. Ok, không sao thì mình mới vô ăn một mạng của anh em Butterlight cũng khá là phê đây. Ok, mình sẽ bỏ về nhà luôn, về ăn con bùa xanh cho mình cho nó lành. Qua wow, nó đen, nó kéo đằng em, nó đạp chết em ơi. Ok, thấy anh em Batman đang ăn mình bùa xanh, ăn bùa xanh chưa xong anh em ơi. Nó thì cái team mình đi nó khá là lộn xộn rồi, lại xà bận anh em ơi, 2 AD luôn rồi, 2 AD một tanh với một phép anh em ơi, rất là nói vãi nồi đến từ team mình. Ok thì mình cứ tiếp tục ăn gừng đi, lát mình sẽ gánh team hai anh em, nó giỡn thôi chứ mình chơi ngu lắm. Ok, quẹo qua cái bùa đỏ ăn cho nó xâm lòng anh em ơi. Trời ơi, rất là phê, ăn một mạng rất là phê rồi. Ok, thấy tỷ số giờ là 1-0 nhưng về đội mình. Ok, team mình thì đã bắt đầu giao lưu team địch ở đường dưới, tập hợp rất là đông, chuẩn bị giao lưu những pha tàu đổi chi thức hay gì đó. Ok, chuẩn bị những pha lăng ba chi bộ hay là gì đây, ẩn thân chi thuật, đồng phỏng phân thân cái kiểu ở dưới đó anh em ơi. Rồi Ninh Butterlight đã quyết định băng tù và chết ngắt, mình không hiểu nó mới làm gì đó. Ok, mình sẽ bước xuống bắt đầu giết Ninh Violet ở lộn Telnet, đồng phỏng Telnet xác định sắp mãi cho mình. Ok, anh biết lắm mà, còn Garrett này đi về Châu Quốc luôn, hy sinh như Châu Quốc anh em ơi. Ok, đã về quê cắm câu hết luôn rồi, hai thằng đã về quê cắm câu. Ok, giờ mình sẽ nó chết hết rồi mình sẽ ăn luôn cái con rồng tại đây. Ok, nó thì California đã bắt đầu xuống cái đường đó nó hủ rồi. Ok, nó thì có Ninh Telnet hỗ trợ mình ha. Ok, mình tính qua mình cứ con bùa đời xanh lên tên nó mà anh Ninh Butterlight này nguy hiểm quá. Ok, anh Ninh Naga Chấn này đậu phộng đép gì đâu nha, hết đồ như nó cay mình anh em ơi, như nó canh me mình rồi, nó tức ức chế lắm mà nó kêu ba hàng vô nó tính bắt mình là mà làm gì tuổi anh em ơi, mình Naga Chấn mình xiên tường cái kiểu. Ok, không sao, em sẽ tiếp tục ăn luôn con bùa xanh cho nó xâm lòng anh em. Ok thì tức mà anh em mới làm một cái bộ skin quân đoàn đi ngủ anh em. Thì đó giờ mình có làm BD công nghệ nè, chiến binh hoa ngục, GC Việt anh em, giờ chỉ còn một cái này nữa là đủ bộ. Ok thì giờ mình đã làm là đủ hết skin của Naga Chấn rồi ha anh em. Đó giờ là mình ngồi hết skin của Naga Chấn rồi anh em ơi. Ok, thấy đường dưới đã bắt đầu gia tăng nó rồi, rất là nhiều hàng đang ít máu dưới đó. Cái đó là cái mồi ngon của mình đang chạy thật là nhanh với tốc độ một tam cây chuối từ giờ đi xuống với mấy hàng quỷ dưới đây. Ok, chắc chắn thằng teo nát nó không có về đường về đâu anh em ơi, xương này không về rồi, ca bài ca xương này không về. Ok, và biết định ba hàng của tên nó đã quyết định báo hù cho teo nát mà nó báo hù cũng hy sinh luôn ha. Ok, hai kêu rồi, rất là ca ớt, pha ca ớt rất là dữ dội, đầu phòng kết nữa anh em ơi, đầu phòng chất chiến này teo mình chửi chết quá. Ok, không sao, cái này 5 mạng easy dành cho vị tướng Naga Chấn rồi anh em ơi, 502 rồi, rất là mạnh, lâu lắm mình cũng không có múa Naga Chấn anh em ơi. Đây là lần đi coi đời mình nhớ rồi, cỡ tháng rồi đó, tháng nữa mình tháng rồi mình giờ mình mới múa ha anh em, cũng chưa tập luyện tới anh em ơi. Anh em mà bỏ Naga Chấn lâu quá là múa lại cũng như shit anh em ơi, anh em phải tập luyện hồi xuyên múa mới hay ha. Ok, nên anh em thấy mình sẽ bay vô ăn con rồng là thứ hai hôm nay, thì mình ăn chay thì phải quyết định ăn thật là nhiều con rồng. Đội phòng team mình hỗ trợ rất là chân chính và chu đáo, tận tình vải nồi luôn anh em ơi. Ok, quyết định ăn luôn cái con bùa đỏ luôn cho nó xâm lòng tuổi trẻ nào. Ok, cái đường mid thì đã bắt đầu tao đổi chưa hức nữa rồi, đậu phộng nha nó. Ok, mình sẽ ra bắt đầu thanh niên Batman mà hồi nó giỡn thôi, nó bắn yếu quá anh em ơi. Vì chính ra mình chém nó mấy cái thôi mà thằng teo nó quá là sung, nó bắn mình gần nửa cây máu rồi. Phải quyết định là mình chọn phương án là quất lui vô gừng hút miếng máu này anh em, để cho nhau tanh đi, chừng nào nó sắp chết thì mình sẽ ra mình quét máng ha anh em. Cái quét máng là cái công chuyện một công việc rất là đơn sơ và rất là dễ dàng, kiếm kêu á đù. Cái này một pha bay ra chém chiêu hai, ô lộn chém chiêu cuối nội ơi, rất là đẹp lên từ vị tướng Naga Chấn được diễn ra, rất là nguy hiểm ha anh em. Ok, này thấy Butterlight đã bắt đầu tiến hành cái công cuộc đi đập lén tụ của mình, không biết nó có làm được không đây, mà nguyên đồng đội mình thì đang chạy xuống không biết có bắt được không. Ok, mình nghĩ là bắt được,
mà có thể là bắt không được. Ok, mình đang núp con bồ xanh để đợi cái thằng Batman này ra nó ăn. Mình thấy Batman đang cùng mình không chịu ăn. Ok, mình ra bắt thằng Vitala luôn mà bắt được anh em ơi. Nó là ức chế đến từ thằng Batman. Mình hiểu tại sao như Batman nó chê bồ xanh thì nó không chịu ăn. Gọi đậu phộng mình bỏ mạng ở đây rồi. Á, trời ơi. Đậu phộng gì đéo gì mà gượng bốn thằng vô ông nội. Đợi này cay cú lắm gì ông nội ơi. Hai em bắt đầu vắt ba thằng gượng với gì trời đất ơi. Em nội ơi, hai em trời ơi. Hên cho nó là mình không có chiêu hết chiêu anh em. Chứ mình có chiêu là mình chạy được rồi. Ok, được dưới thì Cali phục nha. Đã đi quy tiên luôn rồi. Ok, đường dưới đã bắt đầu tiễn chiêu nó coi. Niên Toro thì đang quẩy nhiệt tình trên đường dưới. Ok, Tenax chỉ còn một giọt máu như ti thôi mà đã quyết định quay lại bật chiêu mộng của mình lên mà bắn nó. Ok, rồi Togo đã sắp chết. Ô lộn, chưa chết. Togo đã chạy được anh em ơi, chạy cho tới tụ luôn rồi. Ok, thằng Batman đang đập tụ. Mày xác định với tao nữa, thấy đầu phộng nhà nó chỉ còn một combo đơn giản nhỏ nhẹ thôi. Thằng Batman đã hy sinh mình vì nó đánh mình tụ, mình chém nó tụ bắn nó chứ nội ơi. Rất là nhiều pha ngáo người đến từ tên địch. Ok, và nguy hiểm đến từ chơi gai gaming. Ok, ăn luôn con củ nhân xăm cho nó xâm lòng. Đầu phòng sẽ xuống, mình bắt thêm điên ba Butterfly. Mày cũng bắt trước con Batman hay mày, tôi cho mày chết chung nhá luôn. Ok, đây là một pha chết giống thanh niên Batman nãy. Đầu phòng nó cũng đập tụ, mình là chết tụng tụ luôn em ơi. Ok, thanh niên này chắc dòng họ đang ngồi chung, hai thằng ngồi chung cái bên nhau nó chơi hay rồi em ơi, rất là vãi nôi. Có một sự hợp tác không hề nhẹ được diễn ra. Ok, nãy thì mình Valet trên tay mình thì đang bị bắt bởi niên Batman và ba đứa khác, bốn đứa khác luôn. Nãy ơi, bốn đứa dưới được đó luôn ơi. Mình tuyên xuống, mình cứu nó, mình giết mình đâu mình tạo hụt cho nó mà không được ơi. Quá đông, quá nguy hiểm. Mấy niên đợi xuống chắc nó đè mình nó đập mình chết quá. Ok, không sao, mình sẽ ăn luôn con dơi cho nó có một số một lượng tiền nho nhỏ, lượng kinh nghiệm nho nhỏ, một cái nội tại hồi máu anh em. Với nội tại chạy nhanh anh em ơi. Ok, qua cướp gần nó luôn ha. Tại vì niên Batman bây giờ mình cũng để ý là nó không thèm ăn bùi xanh, ăn bùi đỏ anh em ơi. Nãy mình canh bùi xanh rất là tốn thời gian. Đậu phộng tên mình thì đang có bát dưới quá trời phát. Quá trời mồi ngon anh em ơi, mồi ngon quá trời rồi. Trời ơi, quá trời sắp chết dưới đó anh em ơi. Ok, em xuống tới mấy anh đây. Em xuống tới với mấy anh đây anh em ơi. Ok, Butterfly người ta lét chắc này xác định. Đậu phộng mày teo anát. Còn Butterfly tồi bố mày sợ chết chứ cuối hụt gồng rồi ơi. Đậu phộng giúp mày luôn. Rồi anh em thấy gì hút máu như con tét vậy đó. Hút liên tục anh em ơi, hút đầy cây máu rồi. Ô rồi lần đầy chứ chưa đầy anh em ơi. Ok, thì Toro bên tay mình thì đang chỉ đạo âm tụ long thần trưởng. Chơi gì mà âm tụ gì. Ok, cứ lên mà khô máu đi thôi, chơi không lại chạy có gì đâu mà hot. Ok, nên thấy Batman đang được mít, thằng California đang đường tên. Mình sẽ chạy lên đường tên bắt California. California mình sẽ cho nó qua California luôn. Tại vì này nó rất là quyết thích California. Đậu phộng nhà nó. Ok, mày chắc chắn là mày xác định. Ok, nó thì tán đơn ca này nó ngụm cô tỏ anh em ơi. Đậu phộng thằng này, hang quỷ này chiếc định tả hồ của thằng Tenax nữa. Mình thì mới thể cân ba được ba đứa này. Nếu mà thấy thì mình sẽ cân cho anh em xem. 1, 2, 3 dứt. Đậu phộng sẽ cân hang quỷ này tức. Đậu phộng Tenax nó lên kia rồi. Ha ha, mày xác định. Nó chạy mày chạy bà nội mày tán mày luôn. Nên thấy đậu phộng luôn. Nên thấy một pha cân ba đó nè. Rất đơn giản. Anh em có bạn Ngọt hút máu của Nagop, hút máu liên tục như con tét anh em ơi. Qua cướp lần cho nó xâm làm hai anh em. Thì mình đang rất là xanh rồi. Chém rất là nhanh và rất là sung máu. Ok, nhưng Butterfly nó mới thấy mình xong nó chạy mất dép luôn rồi. Ok, nhưng Crack của mình thì đang hay. Để khen mình, múa rất là hay. Múa rất là dẻo. Nhưng mình thì còn múa ngu hơn mà nó khen mình quá là dữ dội. Nó đồ niên Butterfly quyết định tả hù. Ok, tả hù đã hy sinh luôn rồi. Rất là dữ dội, ăn nãy giờ ăn cũng mười mấy kêu đó anh em ơi. Qua cướp luôn bồ xanh, mình tên nói ha thì Batman nó không thèm bồ xanh. Ok, ăn luôn con bồ xanh cho nó xâm lòng. Ăn luôn con quái nhỏ nhỏ cũ như xăm anh em. Ok, giờ ăn xong mình sẽ bắt đầu ra hỗ trợ tem. Thì thằng California, thằng Batman đang gượng tem lên. Ủa có thằng nào nữa con gừng nó mình chém nó hất tung lên cái nó bay lên tuốt ca luôn nội. Gặp Togo nó hất nữa. Ok, nó thì đang bị hấp. Rồi Crack đang bị hấp để chết ngắt anh em ơi. Nó thì tem địch đã chết hết. Rồi một hàng hồi sinh anh em ơi, bước tới hồi sinh rồi. Ok, em nghĩ là mình được tiếp ok qua đó. Để tụ luôn anh em. Ok, trong thời gian đó mình sẽ quảng cáo cho tương trình chạm lên cái video này anh em. Đồ phòng nó giỡn thôi. Quảng cáo cho anh em ơi. Ok, rất là tốn thời gian. Nhắn tin rất là lâu. Ok, nãy thì bắt đầu ăn luôn cái tụ này cho nó sơm lòng cái nào. Tem đã bắt đầu hồi sinh rồi. Đồ phòng nó đang hàng ban quyết tán các kiểu. Mà nó bắn làm gì dính mình em ơi. Rồi niên leo reo đã bị một pha chiêu cuối hấp diêm của niên Butterfly. Butterfly đã bắt đầu quyết định rút lui. Mà nó rút lui không được đâu. Vì mình đã tới nơi là không rút lui rồi. Sương này không về nữa rồi. Ok, nãy thì sương này Butterfly không về nữa rồi. Hần Khánh đã thuộc về mình. Đậu phộng Dinkrep đã bay vô hữu lính. Niên Batman đã bắt đầu tán những pha tán hôi nách của mình. Đậu phộng Niên đang bắn rất là sung sức rồi. Niên Batman nằm xuống rồi. Niên Crep sắp nằm xuống luôn. Ok, tôi thấy thì đã sắp hết máu hết tên rồi. Tôi thấy thì việc 19 chết màu tai nạn anh em ơi. Trận đấu mình nghĩ cũng sắp kết thúc tại đây rồi anh em.
em nghĩ tận đâu kết thúc đây rất là nhanh, vì nãy giờ mới có 12 phút thôi, cơm 3 giờ mà kết thúc thì cũng rất là đơn giản. Thôi mình nghĩ là mình không nên kết thúc, mà nhanh nhanh hồi nãy lát hô gán chịu nè anh em ơi. Ok không sao, miễn đánh hay được rồi, quan trọng là mình quay tình anh em ơi. Còn mình nói giỡn thôi, mình trình mình còn ngu. Cái này thì mình đang có cây bùa mình gỗ thắt ám mà cũng ăn luôn con gồng đi anh em ơi, ăn luôn cho nó khỏi có đường mà lật kèo, mà nghĩ nó cũng lật được ra. Thì sau phút thứ 10 là mấy con quái này nó sẽ lính vô các kiểu, nó sẽ tăng vàng lên anh em. Lật kèo là một chuyện đơn rất là đơn giản. Ok rồi, lao game mình rồi, tận này chắc chắn cái trận đấu này sẽ lật kèo được rồi. Đầu phòng nãy chịu, này không chịu dần co, ở lâu không chịu kết thúc luôn. Giờ còn kia giờ lao game nó rồi tận của anh, chắc nó bị mà nó tán cam đầu cái điện thoại hay gì rồi đó, hay là bị tàu háo gượt các kiểu anh em ơi. Thằng teo đá nó mới tung lùm ra mình chính chém nó thôi, mà cái đéo gì mà đông như vậy, anh tính giết niên teo nát chí thôi mà. Mấy anh cam cũng tội ông nội ơi, cảnh sát cũng nội ơi, nên thấy mình đã bật cái độ sushi bo rồi, chiếc giáp 125 đầu phộng chạy rất là dữ dội, bô đang nổ rất là dữ dội, lạng lách các kiểu, đầu phộng né thanh niên cảnh sát bắn súng quá là dữ dội luôn em ơi. Nên thì 4-5 đứa đã cảnh sát đã gượt mình đã chạy được nhờ cái chiêu mẫu, cái chiêu hai. Ok bắt đầu hồi là miếng máu xong rồi mình sẽ ra hỗ trợ tiếp tục của team mình thì đang rất là sung. Thằng Togo nó đã cân 4 cân 5 ở ngoài đó rồi, đã cân 4 anh em ơi, nó chết ngoài đó luôn anh em ơi, chết ngoài xa tận luôn rồi. Ok mình pha miếng rừng nữa. Ok nãy giờ mình để ý mình mát đồ mình phong hoài ta, mình ăn cái con bùa xanh này anh em ơi. Ok mình sẽ lên mình giết luôn, nó giỡn thôi chứ thấy đông quá ông nội ơi. Team mình thì bắt đầu khúc cuối đi lẻ rồi, hồi nó là kèo lại chỉ là một cái đơn giản thôi. Đầu phẩm nó đéo gì mà đông vậy, đi chung hoài anh em như tả hù, hình như nó cay cú mình lắm rồi anh em ơi. Ok mình phải quyết định là chọn phương án rút lui đi bắt lẻ. Hình thấy niên California đang có ngạn chạy tốc độ bằng hơn á đù, anh em nói bắt đầu đi chung rồi, hỗ trợ nhau rất là ăn ý anh em ơi, mình phải chạy cho thật là lẹ thôi nào. Đầu phẩm bật số report lên chạy anh em ơi, đầu phẩm đó như là team nó đã bắt đầu đoàn kết anh em ơi. Là nó chuẩn bị một cây làm chẳng non, ba cây chùm lại đến hòn núi cao rồi, hôm nay là đây 5 cây luôn anh em ơi. Đây là cái bá cháy bộ cháy chó luôn ơi. Gọi Nintoro mình thì đang ảo tưởng sức mạnh, đang muốn cân tem, cân 4 cân 5 gì ngoài đó, chết nữa rồi. Đầu phẩm anh em này có hiệu ứng là muốn fit mạng anh em ơi. Rồi chiến này là 3 đánh 5 rồi anh em ơi, không ổn rồi, không sao. Nếu có tận đời thua mình sẽ tặng anh em thêm một cái clip na góc khác, không sao đâu anh em ơi. Cứ bình tĩnh đừng cay cú chứ hả. Đậu phộng team nó đã bắt đầu tập hợp 5 anh em siêu nhân đi đẩy cái đường mid của mình. Đậu phộng đường mid team mình chết hết, còn con mình lao game bằng lao game FK mới chết chế chứ. Đậu phộng tao cân hết khô mà tôi bay đậu phộng chết ba luôn rồi. Đậu phộng nãy không còn đường rút lui nữa anh em ơi, việc 10 thua luôn rồi anh em, bắt đầu phát kéo dài chứ nên thua luôn rồi. Đậu phộng nhà nó anh em ơi. Ok nãy mình giết cũng khá là nhiều, giết 19 chết 2 tờ 5 ha. Ủa đúng rồi, ủa không phải, mình cũng thấy nữa anh em ơi, cái chữ K master nó che luôn rồi. Ok không sao. Đậu phộng nó thấy what the fuck vãi nồi quá. Thì em thấy đậu phộng đó là một pha lật kèo rất là ngoạn ngục của team đợt anh em ơi. Mình đã nói rồi mà, nó kéo dài chi cho nó kia gặp thanh niên lao reo với thanh niên Togo phá game hôm nay coi không sao ha. Mình đã nói khúc đó rồi, mình có sẽ tặng anh thêm một clip na gốc chơi đàng hoàng hai anh em ơi. Ok thì clip tứ chơi nâng góc việc 19 chết 2 tự năm cũng khá là phê rồi. Ok mình nghĩ mình sẽ tặng anh em clip này cho nó phê lò tàu phò luôn ha. Ok thì chúc anh em hưởng thức video vui vẻ nha. Goodbye, see you again nha. Khoan khoan từ từ game này, anh nhả hết cái bài này cái bời quá. Bời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.